47 đại biểu kiều bào trở về từ 22 quốc gia trên thế giới vừa tham gia đoàn công tác số 4 đến thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Đây là lần thứ 10 Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức đoàn kiều bào thăm Trường Sa. Với chủ đề Tổ quốc niềm tin và khát vọng, lần thứ 10 kiều bào về Trường Sa. Chuyến đi phản ánh tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 13 về niềm tin và khát vọng về một Việt Nam hùng cường, giàu đẹp, gửi gắm mong muốn kiều bào cùng nhân dân cả nước cùng chung sức, đồng lòng, hiện thực hóa mục tiêu cao đẹp vì quốc gia, dân tộc. Bà con tại nhiều địa bàn đã tích cực đóng góp nguồn kinh phí quan trọng để ủng hộ chương trình xanh hóa Trường Sa. Quà tặng là những hiện vật thiết yếu hỗ trợ đời sống, công tác của quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn JK1 với tổng giá trị gần 1,7 tỷ đồng. Bà con đã nhìn thấy và các thành viên trong đoàn đã nhìn thấy đó là sự hy sinh vô bờ bến của các chiến sĩ hải quân cũng như quân đội nhân dân Việt Nam, của bà con sống trên đảo và với sự đồng lòng góp sức của gần 100 triệu người dân trong nước cũng như bà con kiều bào. Chúng ta cảm nhận được rằng quyền chủ quyền của đất nước chúng ta vẫn được giữ vững. Trong hải trình năm nay, các đại biểu kiều bào đã đến thăm 4 điểm đảo gồm Sinh Tồn Đông, Lèn Đào, Đá Tây Bê, Trường Sa và nhà giàn JK1 16 Phúc Tần. Tại các buổi làm việc, trao đổi với cán bộ, chiến sĩ, bà con được nghe thông tin về tình hình công tác, đời sống của cán bộ, chiến sĩ, thăm hỏi, động viên và tặng quà quân dân tại các điểm đảo và nhà giàn, tham gia giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ hải quân và các đại biểu khác trong đoàn công tác, thăm trường học, nhà dân và cảnh quan trên đảo, tham dự lễ chào cờ, lễ dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Không chỉ là người Việt ở trong nước mà người Việt ở nước ngoài cũng sẽ luôn luôn ghi nhớ cái tinh thần yêu nước, yêu dân tộc. Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân để cố gắng hàng năm tổ chức các cái chuyến hải trình Trường Sa dành cho cộng đồng người Việt Nam nước ngoài. Thì chúng tôi cũng mong rằng là qua những chuyến đi như vậy thì sẽ trở thành một sứ giả của Trường Sa, một chiến sĩ Trường Sa, đem cái hơi thở của Trường Sa đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như đến với các bạn bè quốc tế. Việc tổ chức các đoàn kiều bào thăm Trường Sa và nhà giàn JK1 hàng năm tiếp tục góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Đây cũng là dịp để kiều bào từ nhiều nơi trên thế giới gặp gỡ, giao lưu, gắn kết với quân dân trong nước, góp phần tăng cường đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 36. Chỉ thị số 45 và mới đây nhất là kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.